Thưa quý vị và các bạn, diễn viên Mai Phương vừa qua đời vào tối ngày 28 tháng 3 năm 2020 sau thời gian chữa trị ung thư phổi giai đoạn cuối. Diễn viên Mai Phương sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên đầy đủ của cô là Phạm Thị Mai Phương, là một diễn viên của làng giải trí Việt. Cô được biết đến qua các vai diễn trong phim Hương Phù Sa, Xóm Cào Cào, Trai Nhảy. Năm lên 10 tuổi, Mai Phương đã tham gia đội kịch của Tuổi Ngọc. Năm 2006, Mai Phương tốt nghiệp khoa kịch nói của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cô đã về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận, nơi cô đã để lại nhiều ấn tượng trong các vở diễn như Người Vợ Ma, Live Show Những Người Cha, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Cô đã tham gia nhiều vai diễn nhỏ hay vai phụ trong một số bộ phim ăn khách như Mộng Phù Du, Hương Phù Sa, Xóm Cào Cào, cho đến khi cô hóa thân vào vai nhân vật nữ chính là cô bé Đậu trong bộ phim Trai Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, thì tên tuổi của cô mới được nhiều người biết đến. Năm 2010, cô quyết định lấn sang lĩnh vực ca hát và đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Có thể nói, thời điểm này, Mai Phương cũng là một cái tên khá nổi tiếng trong làng giải trí. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, thì nữ diễn viên này bất ngờ chia sẻ rằng cô đang mang thai một bé gái và sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Trong khi nhiều người tỏ ra nghi vấn về danh tính của cha của con gái Mai Phương, thì nữ diễn viên này vẫn từ chối trả lời về điều này. Cho đến ngày sinh nhật của bé Lavia, danh tính của cha cô bé mới dần được hé lộ. Nhiều người cho rằng ca sĩ Phùng Ngọc Huy chính là cha đẻ của bé Lavia, vì bé Lavia có tên khai sinh là Phùng Thiên Như, trùng họ với nam diễn viên này. Thời điểm Mai Phương tuyên bố đang có bầu và rời xa showbiz cũng là thời điểm Phùng Ngọc Huy bắt đầu ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Giữa tháng 8 năm 2018, thông tin Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 và đã di căn vào xương khiến nhiều người bàng hoàng. Cuộc đời của Mai Phương vô cùng gian truân, vất vả, nhưng vẫn hy sinh hết mình vì con. Cho đến tối ngày 28 tháng 3, diễn viên Mai Phương đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, và cô hưởng dương 35 tuổi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký nhấn chuông để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.